Hello, các bạn fan của anime vào đây điểm danh nào. Ai yêu thích những bộ phim hoạt hình anime thì chắc hẳn là đều có những nhân vật là idol của mình. Thế nhưng mặc dù chỉ là nhân vật hoạt hình thôi nhưng cũng có không ít những nhân vật nữ anime bị fan chỉ trích, ném đá tơi bời, thậm chí là còn bị xanh lá, xa lánh tẩy chay không thương tiếc vì lý do là quá đáng ghét. Và ngay bây giờ thì hãy cùng Taka khám phá. Dàn mỹ nhân anime bị fan tẩy chay vì đáng ghét. Shizuka Doraemon. Shizuka trong truyện Doraemon là một cái tên rất quen thuộc trong bảng xếp hạng của dàn mỹ nhân anime bị fan tẩy chay, đến nỗi mà năm nào cũng bị lên thớt đem ra mổ xẻ chỉ trích. Nhiều fan cũng đứng ra bênh vực Shizuka là một cô gái dễ thương, học giỏi, nhưng phần lớn thì chỉ trích rằng cô nàng là bà chúa thảo mai, giả tạo và từng có nhiều hành động chẳng mấy tốt đẹp với Nobita. Đôi khi Shizuka sẽ bỏ mặc Nobita để đi chơi với hội Suneo, thế nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Các em ơi, chúng ta có đang quá khắt khe với một cô học sinh tiểu học không nhỉ? Sự hồn nhiên của trẻ tiểu học như Shizuka thì là điều quá ư là bình thường luôn ấy. Như các ông cũng thế, lúc mới học cấp 1 thì biết cái gì yêu đương với ai thích mình hay như thế nào đâu. Chỉ thấy ở đâu vui là mình xà đến muốn chơi cùng thôi mà. Mà mình thấy khách quan thì Shizuka vẫn có rất nhiều hành động lo lắng cho bạn bè đó chứ. Nếu không thì sau bao nhiêu năm như thế, Nobita đã trả lấy cô nàng làm vợ. Chắc chắn là ở cô nàng Shizuka phải có một phẩm chất gì đó rất tốt đẹp, đẹp hơn cả những điểm chưa tốt ở cô nàng. Mà đừng đòi hỏi sự hoàn hảo vì không có đâu, để làm gì có ai hoàn hảo cơ chứ. Ranmori, thám tử lừng danh Conan. Đa phần những người ghét bỏ Ranmori trong thám tử lừng danh Conan là những người cho rằng Ran không xứng đôi với Shinichi. Tuy là thanh mai trúc mã và được tác giả bảo kê cho một cái kết đẹp, nhưng cặp Shinichi và Ran vẫn bị không ít khán giả chê bai, đặc biệt là nhà gái. Điểm đầu tiên khiến các anti-fan nhắc đến để phê bình cô nàng là đẹp, ngoan nhưng quá nhạt nhòa. Cụ thể hơn, ai cũng đều công nhận rằng Ran được xây dựng mang đủ những nét tính cách phẩm chất tốt đẹp của một người phụ nữ truyền thống lý tưởng. Xét về ngoại hình, Ran rất xinh đẹp, nếu không muốn nói là có phần vượt trội hơn một số nhân vật nữ khác. Thế nhưng, cô nàng lại ăn mặc rất kín đáo, thay vì khoe da thịt. Điều này được thể hiện khi Sonoko không ít lần phàn nàn về gu ăn mặc của Ran. Xét về tính cách, thì do sống cùng ông bố đã ly thân, Ranmori tỏ ra rất đảm đang, tháo vát. Cô là người lo lắng và sắp xếp mọi thứ ở văn phòng thám tử Mori, từ nấu nướng cơm nước, quần áo đến việc ghi chép, hẹn gặp khách hàng. Tuy nhiên thì đối với các fan thì như vậy là chưa đủ, bởi nếu nhìn vào những nhân vật nữ khác trong bộ truyện như Kazuha, Haibara và Vermouth, ai ai cũng tải sắc vẹn toàn và có nét cá tính riêng thì Ran lại quá nhạt nhòa, giống như vịt lạc giữa bảy thiên nga vậy. Một điều khác và có lẽ là lý do khiến Ranmori bị chê nhiều nhất, đó là phản ứng hời hợt của cô khi đối mặt với việc Shinichi Kudo mất tích đột ngột. Nhiều fan đưa ra lập luận rằng Ran tỏ ra quá hời hợt, thậm chí còn nhanh chóng thích nghi ngay và cảm thấy hài lòng với một vài lời nhắn không đầu không đuôi của người thương. Đây không phải là phản ứng của một cô gái đang yêu, chứ đừng nói đến chuyện yêu nhiều hay ít. Hẳn nhiều độc giả cũng từng phát cáu khi không ít lần Ran xen ngang vào cuộc điều tra của Conan chỉ vì những nghi ngờ, ghen tuông vớ vẩn. Thế nhưng, thay vì chủ động trò chuyện, xem xét kỹ lại vấn đề để giải quyết, thì việc duy nhất Ran làm là chỉ khóc lóc, chờ đợi Shinichi làm lành. Thứ ba là nếu tình yêu được định nghĩa bằng việc đôi bên cùng đồng cam cộng khổ với nhau, thì cặp đôi Shinra còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của yêu đương. Lý do đơn giản mà ai cũng thấy là Shinichi hay Conan gặp rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt là những lúc phải đối đầu với tổ chức áo đen không ít lần. Ấy vậy mà Ranmori gần như chẳng biết gì, nếu có vô tình bị cuốn vào thì lại trở thành cục tạ cực nặng, khiến cậu bạn phải gánh cong cả lưng. Thay vào đó thì người luôn ở bên Shinichi trong những lúc khốn khó lại là Haibara, dù Haibara còn chẳng phải là người yêu hay crush của Shinichi. Việc này được lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi, nếu không phải là fan cứng của thám tử Conan thì hẳn nhiều người sẽ nhầm tưởng rằng Haibara mới chính là nữ chính mất. Nhận xét công tâm thì Ran là một cô gái tốt bụng, vui vẻ, giỏi võ và chưa từng ngừng yêu thương Shinichi. Quan trọng là Shinichi cũng yêu Ran vô điều kiện. Thôi vậy thì cũng chấm điểm nương tay một chút thôi nào. Đừng ghét bỏ và khắt khe quá nhé các fan anime. Chưa hết đâu nha, hãy cùng chúng mình xem tiếp cái tên tiếp theo nằm trong danh sách này là ai nhé. Chi Chi 7 viên ngọc rồng. Cô vợ nhỏ của nam chính Goku trong 7 viên ngọc rồng đã khiến khán giả tức điên vì bản tính kiểm soát của mình. Chi Chi càng lớn lại càng bộc lộ sự cứng đầu, ngoan cường, nhất là khi đã làm mẹ. Cô bảo bọc quá mức hai đứa con, thậm chí còn đề cao thái quá vai trò của giáo dục. Ngay cả khi thế giới sắp tận diệt bởi kẻ xấu, Chi Chi vẫn ưu tiên việc học của Gohan, thậm chí chỉ trích anh chồng Goku mọi lúc.
Thế nhưng các anh em đừng quên nhé, trước khi cưới Goku thì Chi Chi cũng từng rất đáng yêu mà. Dòng đời xô đẩy, chồng chồng con, cơm áo gạo tiền, phụ nữ ai mà chẳng đổi thay vì phải hy sinh cả thanh xuân hả các ông ơi? Khó tính, phiền toái hay cằn nhằn như thế nào đi chăng nữa thì người lo cho chồng con Goku nhất vẫn là Chi Chi mà thôi. Sakura Naruto. Trong Naruto thì Sakura luôn bị fan chê bai là nhân vật vô dụng, dư thừa nhất. Ngọc nữ tóc hồng của team 7 còn bị ghét bởi fan anime bởi sự phát cuồng quá mức dành cho Sasuke. Sakura từng thôi làm bạn với Ino chỉ vì Ino cũng mê Sasuke. Còn nhiều lần vì thiên vị Sasuke mà đối xử với Naruto không ra gì. Chẳng ai hiểu rõ Sakura có lý do gì để mê tít Sasuke như vậy rồi chuyển sang hành hạ Naruto vì những chuyện dở hơi nhất. Tình yêu thực sự khiến cô mù quáng và thậm chí xấu xí hơn bao giờ hết. Cô ích kỷ, nhu nhược và bảo thủ. Cô ủy mị, thường xuyên khóc lóc, rất hay chỉ trích Naruto vì Sasuke. Ngay cả khi mọi người đang đối mặt với nguy hiểm, tất cả những gì cô quan tâm là Sasuke nghĩ gì về cô. Không giống như cách mà tác giả muốn xây dựng Sakura như một cô gái mạnh mẽ, linh hoạt, một ninja tài ba, thông thạo y thuật. Sakura lại tỏ ra mình là một cô gái yếu đuối với rất nhiều quyết định bốc đồng đến ngu ngốc chỉ vì tình yêu. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng nếu so sánh một cách công bằng thì Sakura không hề xứng đáng và đôi lứa xứng đôi với Sasuke. Nhìn chung là danh sách mỹ nhân anime bị ghét mà không có Sakura thì quá là ảo rồi. Riêng trường hợp này thì Taka cũng bó tay, không thể bênh nổi. Các anh em thì nghĩ sao? Hãy comment ngay dưới phần bình luận của video này rồi hãy tiếp tục xem video nhé! Lucy Heartphilia Fairy Tale. Sự có mặt của Lucy trong danh sách này có thể khiến một số người khó chịu, song thực tế, những người khó chịu với cô còn nhiều hơn. Xuất thân trong một những gia tộc giàu có và quyền lực nhất tại nước Fiore, cô thường đối xử với người khác một cách cáu kỉnh và thô lỗ. Ngoài việc mặc những bộ đồ mát mẻ, đi qua đi lại trước các anh chàng để khoe thân hình nóng bỏng, Lucy dường như không có nhiều đóng góp cho đội của mình. Thậm chí khi gặp nguy hiểm, cô dường như không có một sự cố gắng nào ngoài việc chờ đợi Natsu đến cứu. Mặc dù cô cũng được trang bị những pháp thuật khá lợi hại. Có lẽ là Lucy luôn nổi bật bởi thân hình nóng bỏng và tính tình thoáng đãng của cô, còn vai trò toàn diện của một nữ chính thì cô chưa đảm nhiệm được. Thậm chí, nhiều người thừa nhận họ ghét nhất khi đọc Fairy Tail là khi có sự xuất hiện của Lucy. Gabi trong Attack on Titan. Cô bé Gabi của Attack on Titan là một đối tượng mới bị cộng đồng fan anime ném đá kịch liệt. Trong phim, Gabi thuộc phe Mali và trong đầu của cô bé, những người như Eren hay Mikasa trên đảo Paradise xem họ như ác quỷ. Đỉnh điểm của việc bị ghét là khi Gabi lén lao lên tàu của phe Paradise và bắn chết Sasha, một trong những nhân vật chủ chốt được yêu thích. Tuy trong Attack on Titan ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự phẫn nộ của khán giả dành cho Gabi. Mami Nanami Rent a Girlfriend. Rất nhiều fan anime cho rằng nếu phải chọn ra mỹ nhân nào đáng ghét nhất thì đó chính là Mami Nanami của Rent a Girlfriend. Cô nàng trong phim có tính cách khá khó chịu, độc mồm, độc miệng và vô cùng độc hại. Mami từng đá bạn trai là nam chính Kazuya vô cùng đau đớn và tồi tệ, khiến anh ám ảnh một thời gian trước khi quyết định thuê một cô bạn gái. Mami bị giới anime ghét đến nỗi, nữ diễn viên lồng tiếng cho nhân vật từng nhận không ít thư dọa giết từ fan. Ôi ôi, nhân vật anime Mami Nanami chỉ là nhân vật hoạt hình mô phỏng thôi mà các anh em. Cô diễn viên lồng tiếng thì có tội tình gì cơ chứ? Hãy là những fan chân chính, phân biệt giữa đời thực với phim ảnh nhé các anh em của Taka. Riêng Taka thì thấy trong bảng xếp hạng này, trường hợp bị ghét vô lý nhất là Shizuka. Mặc dù không phải là fan của cô nàng đâu nhá, nhưng mình thấy Shizuka cũng duyệt được đấy chứ nhỉ. Còn cảm nhận của các anh em như thế nào về dàn mỹ nhân anime bị tẩy chay này thì sao? Hãy comment cho Taka cùng hóng hớt với nhá. Và đừng quên like, share và subscribe Takawai Channel nếu như bạn thích chủ đề của ngày hôm nay. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!